vị khán giả đang đến với chương trình Khỏe mạnh từ bên trong được phát sóng vào lúc 14 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Bones and Beyond Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, những bệnh lý về cột sống đang ngày một phổ biến và bên cạnh việc nó sẽ gây đau nhức nè, hạn chế khả năng vận động đi lại, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống thì nguy hiểm hơn, có thể gây nguy cơ tàn phế. Căn bệnh này nguy hiểm là vậy, nhưng việc chẩn đoán chính xác để có thể đưa ra những phương pháp điều trị hiệu quả tối ưu vẫn luôn là thách thức đối với các bác sĩ bởi vì sự phức tạp trong cơ chế sinh bệnh. Vậy hiện tại các bác sĩ đã dựa trên những căn cứ nào để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp cũng như có những máy móc thiết bị nào được áp dụng trong việc điều trị bệnh lý cột sống? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn của bác sĩ Hiếu Văn Kiều. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào quý khán giả. Bác sĩ Hiếu Văn Kiều là một trong số ít bác sĩ đạt được chứng nhận điều trị chuyên sâu bệnh cong vẹo cột sống của viện CLEAR, tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu và điều trị cong vẹo cột sống không sử dụng đến phẫu thuật. Ông từng là thành viên của ban hội đồng viện cong vẹo cột sống CLEAR. Ông có bằng bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống thuộc bang California, bang Hawaii, Hoa Kỳ và là đại diện duy nhất của Hiệp hội Chỉnh hình thần kinh cột sống quốc tế ICA cho toàn Nhật Bản. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam và là nhà sáng chế những thiết bị chăm sóc sức khỏe cột sống đã có bằng sáng chế độc quyền tại Nhật Bản. Thưa bác sĩ, trong những tập phát sóng trước thì quý vị khán giả cũng thấy là bác sĩ nhắc rất là nhiều, đó là dựa trên research, đó là phương pháp nghiên cứu. Vậy thì tại sao bác sĩ lại ưu tiên lựa chọn phương pháp này thay vì những phương pháp khác ? Được căn cứ vào nghiên cứu chuyên sâu nên việc áp dụng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống chiropractic trong chữa trị bệnh lý cột sống rất an toàn, giảm thiểu tối đa tỷ lệ rủi ro, biến chứng, nhanh chóng hồi phục thể trạng và tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bên cạnh thời gian tìm hiểu những nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, tôi cũng cùng đội ngũ của mình thực hiện những nghiên cứu cụ thể. Nhờ nghiên cứu, chúng ta biết đường cong chữ C gần vùng cổ nên vòng vào từ 35 đến 45 độ. Từng có người bệnh từ Nhật Bản e ngại khi tôi đề xuất phác đồ điều trị dựa theo nghiên cứu, nhưng các bằng chứng khoa học và kinh nghiệm tôi có đã thuyết phục bà ấy. Sau những lần như vậy, tôi lại tự nhủ rằng bản thân phải tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng y khoa thêm vững chắc để người bệnh an tâm hơn khi đến thăm khám. Qua đó, tôi có thể tư vấn chính xác và rõ ràng hơn cho mỗi trường hợp. Thưa bác sĩ, vậy thì cụ thể hơn, với phương pháp nghiên cứu này đã hỗ trợ bác sĩ như thế nào trong quá trình điều trị những bệnh lý cột sống cho bệnh nhân của mình ? Có nhiều nơi cung cấp thông tin, nhưng nghiên cứu sẽ đào sâu và phân tích thông tin một cách chi tiết. Chẳng hạn như về chứng đau cổ, chúng ta có tạp chí quốc tế Joint Bone Spine giới thiệu nghiên cứu đánh giá hệ thống về liệu pháp thủ công với chứng đau cổ không đặc hiệu, hay tạp chí khoa học thao tác vật lý trị liệu xuất bản tháng 11 năm 2013 đăng tải bài viết hướng dẫn điều trị chứng đau cổ ở người trưởng thành từ bằng chứng khoa học. Các quan sát có sẵn đã thúc đẩy tôi tư duy năng động hơn về tầm quan trọng của đường cong chữ C với cơ thể người, đặc biệt là những người nhức mỏi cổ. Nghiên cứu còn chỉ ra mức độ triệt để có thể đạt đến khi tiến hành dịch chuyển, sắp xếp lại trật tự đốt sống. Có thông tin cho rằng chiropractic dễ gây liệt. Thật ra nó còn an toàn hơn dùng thuốc giảm đau gấp 400 lần, theo đúc kết từ nghiên cứu, nguy cơ tương đối trong điều chỉnh đốt sống cổ trên nhật báo USA Today. Ngoài ra, những bài viết tạo hàng loạt cơ hội kết nối giữa tôi với người bệnh lẫn đồng nghiệp trong ngành. Tôi mang những nghiên cứu để mở đầu câu chuyện cùng mọi người. Thật tuyệt khi chúng ta đều mong muốn cải thiện sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh và có nền tảng tốt từ nghiên cứu để tiến hành điều đó. Tùy vào nguyên nhân và tình trạng bệnh lý cột sống, bác sĩ chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống Hiếu Văn Kiều và đội ngũ kỹ thuật viên tại phòng khám sẽ xây dựng, phân tích trên nền tảng nghiên cứu và tiến hành lộ trình chữa trị phù hợp cho từng người bệnh. Áp dụng lần lượt các bài tập vật lý trị liệu, làm ấm, giúp cơ thể giảm viêm, nhiễm, nhức, mỏi với nắng chỉnh cơ xương khớp bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống chiropractic. Các thiết bị chuyên khoa dùng trong luyện tập ban đầu sẽ kéo giãn mô mềm, giúp cơ xương khớp tăng tính di động và giảm lồi đĩa đệm.
Trong khi đó, chiropractic là phương án chữa trị bệnh lý cột sống tối ưu, phù hợp với đa dạng đối tượng người bệnh mà không dùng tới thuốc hay phẫu thuật phức tạp. Người bệnh được chính bác sĩ Hugh Phan Kiều đồng hành, quan tâm, hỗ trợ thao tác và chăm sóc xuyên suốt quá trình chữa trị cả thể chất lẫn tinh thần. Triết lý của ông là lắng nghe người bệnh, xác định rõ nguyên nhân và chữa lành tổn thương triệt để. Sau cùng, người bệnh sẽ được hướng dẫn một số bài tập duy trì hiệu quả chữa trị tại nhà để phòng ngừa nguy cơ tái phát, an tâm tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn một cách lâu dài. Ngọc Nhi thấy là bác sĩ phải đi lại ở giữa rất nhiều những cái quốc gia để chữa bệnh cho các bệnh nhân của mình. Thì ở mỗi một đất nước như vậy, văn hóa sẽ khác nhau, nên là thói quen sinh hoạt, nè, lối sống, rồi những cái nguyên nhân gây ra bệnh cũng khác nhau. Bác sĩ có gặp khó khăn không trong việc điều trị các bệnh nhân của mình? Ở đất nước nào, tôi cũng khảo sát thực tế, xem xét môi trường làm việc cùng tình hình đời sống để đánh giá những vấn đề người dân nơi đó có nguy cơ đối mặt. Tại Mỹ, chấn thương do va chạm mạnh cực kỳ nhiều. Người dân Nhật Bản thì thường ngồi hàng giờ làm việc. Còn ở Việt Nam, áp lực chèn ép khi điều khiển xe máy là yếu tố đáng chú ý, dẫn tới tê dại, thoái hóa. Ngoài cơ xương khớp ra, mô mềm và tình trạng viêm, nhiễm cũng là những nhánh nghiên cứu tôi quan tâm. Như bác sĩ Kiều chia sẻ thì bác sĩ đã sử dụng những cái phương pháp đó là chỉnh hình cột sống không phẫu thuật của viện nghiên cứu Clear. Nhưng mà ở đây bác sĩ còn dựa trên cả những cái nghiên cứu riêng của mình nữa. Thì bác sĩ có thể giải thích là tại sao và cái điều này nó sẽ hỗ trợ như thế nào và giúp cho bệnh nhân có những cái cải tiến gì so với chỉ sử dụng những cái phương pháp từ Clear? Tôi trăn trở nhiều về những gì người bệnh thực hiện sau khi thăm khám. 8 năm trước, một vài người bệnh đạt kết quả chữa trị rất tích cực tại Bones and Beyond. Nhưng ít tháng sau quay lại, bệnh của họ chuyển nặng. Trò chuyện cùng họ, tôi nhận ra họ đã có những nhầm lẫn về động tác khi chơi quần vợt và bóng rổ, khiến cột sống bị uốn cong nặng nề. Như vậy đây, tôi quyết định dồn sức nghiên cứu xu hướng vận động, lối di chuyển của các cơ quan trong cơ thể khi luyện tập và phát hiện rằng có những hạn chế trong phác đồ điều trị cũ cần tháo gỡ. Từ đó tôi dần linh hoạt hơn, tự mình nghiên cứu và sáng chế trong chữa trị bệnh lý cột sống để sẵn sàng cùng người bệnh vượt qua cả những tình huống khó lường nhất. Gần đây Ngọc Nhi có nghe nhắc đến một cái công cụ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị và chỉnh hình cột sống của bác sĩ Kiều, đó chính là chiếc áo nẹp định hình cột sống. Và chiếc áo nẹp này cũng đã nhận được bằng sáng chế từ Nhật Bản. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm được không ạ? Khía cạnh quan trọng trong cải thiện tình trạng sức khỏe cột sống là nắm bắt được hướng xoay chuyển của đốt sống. Tuy nhiên, tôi chưa thấy loại nẹp nào có thể tác động cho đốt sống sớm, ngay hàng thẳng lối lại cả. Chờ đợi trong giai đoạn này không hạnh phúc như mọi người hay nói, nên tôi bắt tay vào mày mò, tạo ra áo nẹp với những tính toán của riêng mình và có thể tùy chỉnh thông số cho từng người bệnh. Mặc áo nẹp, tôi thiết kế cấu trúc cột sống của người bệnh có thể đẩy lùi áp lực đè nén, giữ thẳng cơ thể ở cả cân nặng 100 kg, góc cọp tạo ra giữa hai đốt sống vẹo nặng nhất cũng giảm độ cong. Chiếc áo còn bám sát vóc dáng giúp người bệnh sinh hoạt thoải mái thuận tiện. Nhiều nghiên cứu công bố thời gian qua ghi nhận hàng loạt hạn chế mà nẹp cột sống truyền thống bộc lộ. Chưa ổn định, chật vật khi thao tác, thiếu thẩm mỹ là những lý do khiến nhiều người bệnh e ngại khi nhắc về việc đeo nẹp. Bác sĩ Hugh Phan Kiều đã nghiên cứu áp dụng kỹ thuật chế tạo và phát triển loại áo nẹp chỉnh hình hỗ trợ phương pháp giảm cong vẹo cột sống của viện Clear, thân thiện hơn với người bệnh. Đây là món quà hữu ích giúp người bệnh khắc phục nhiều vấn đề khi đeo nẹp cổ điển. Áo còn có thể tùy chỉnh theo từng thể trạng riêng biệt, ngăn chặn và đẩy lùi những nguy cơ bệnh lý cột sống tiềm ẩn. Thưa quý vị, Ngọc Nhi tin rằng với bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, và đặc biệt là y khoa, các bác sĩ sẽ không ngừng trau dồi và học hỏi thêm cũng như có những cái nghiên cứu để có thể mang đến những kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Và rất rất cảm ơn những người bác sĩ có tâm như bác sĩ Hugh Phan Kiều. Ngọc Nhi cũng hy vọng rằng bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe, giữ vững được đam mê của mình để có thể giúp cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Thay mặt chương trình, Ngọc Nhi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Bones and Beyond Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 14:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 cùng với Khỏe Mạnh Từ Bên Trong.